tin thời sự 15 giờ 30 Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự chiều sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự nổi bật trong khung giờ chiều nay ngày mùng 8 tháng 1 mở đầu là thông tin thời tiết đáng chú ý theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay mùng 8 tháng 1, một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông miền nam Philippines. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc, 126,5 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển phía đông miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,2 độ vĩ bắc, 123,1 độ kinh đông, trên khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 7 cấp 8. Ngày 7 tháng 1, người dân Hải Phòng phát hoảng với thông tin mô hình con rồng như con Pikachu đặt ở đầu đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, trị giá 60 tỷ đồng. Sáng nay 8 tháng 1, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định với phóng viên của Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, con rồng đó là mô hình đã có từ nhiều năm nay. Cứ đến dịp Tết âm lịch, công ty cây xanh của Hải Phòng gắn hoa vào mô hình cũ để làm đẹp cho thành phố. Không có chuyện con rồng này được làm với giá 60 tỷ đồng. Đây là thông tin xuyên tạc. Con rồng đặt ở khu vực đường Lê Hồng Phong nhiều năm nay rồi. Được biết, trên đường Lê Hồng Phong trang trí hai con rồng như trên. Ông Nguyễn Khắc Hà, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hải Phòng, đơn vị thi công cho hay. Giá để làm hai con rồng trên chỉ vào khoảng 100 triệu đồng chứ không như thông tin đồn thổi. Sáng hôm qua, mùng 7 tháng 1, gần 1.500 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Neobet của Hàn Quốc chuyên về may túi sách đã kéo về chi nhánh công ty ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để đòi quyền lợi. Theo đó, công nhân đòi tăng lương, tăng tiền trợ cấp xăng xe, tiền chuyên cần. Họ cũng cho rằng việc tăng ca quá nhiều khiến họ kiệt sức, trong khi chế độ nghỉ phép tại công ty chưa hợp lý. Công nhân còn cho biết có trên 10% nhân lực ở công ty, trong đó có người làm việc gần 3 năm không có hợp đồng lao động nên không có bất cứ quyền lợi nào. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã cử người tới đối thoại trực tiếp với công nhân, đồng thời làm việc với lãnh đạo công ty. Đến gần 13 giờ cùng ngày, buổi chiều làm việc kết thúc với một số thông báo đưa ra chưa được công nhân đồng tình. Cụ thể, công ty sẽ trừ của họ 50% tiền chuyên cần do tự ý ngừng việc thời gian tự ý ngưng việc sẽ tính vào thời gian nghỉ phép năm. Phải lao động ngày Chủ nhật nhưng lương vẫn tính như ngày bình thường. Được biết đây là ngày thứ ba người lao động của công ty Neobex ngừng làm việc. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, đa phần công nhân kéo nhau ra về. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, một trận bão tuyết đã đổ bộ vào thành phố New York của Mỹ sáng ngày 7 tháng 1 theo giờ địa phương với lượng tuyết dày tới 30cm tại nhiều khu vực. Tuyết rơi cùng với mưa đã khiến nền nhiệt giảm hơn 10 độ C. Giới chức thành phố đã phải đưa ra các cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bão tuyết này, trong khi các công nhân môi trường và xe ủi tuyết tích cực dọn dẹp tuyết để đảm bảo giao thông không bị ngưng trệ. Trong khi đó, bão tuyết cũng ảnh hưởng tới nhiều khu vực miền Nam nước Mỹ, với lượng tuyết rơi dày 20cm, gây cản trở hoạt động đi lại của người dân và nhiều trường học phải đóng cửa. Thời tiết xấu bất thường cũng khiến hãng hàng không Southwest Airlines phải hủy bỏ toàn bộ các chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Raleigh Durham. Tính chung đã có tổng cộng 3.200 chuyến bay phải hủy và hơn 7.900 chuyến bay phải hoãn do thời tiết xấu tại miền Nam nước Mỹ. Sáng nay mùng 8 tháng 1, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi Hàn Quốc dỡ bỏ bức tường phụ nữ mua vui dựng bên ngoài lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc ngày 28 tháng 12 năm 2016. Theo nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc nên thực thi thỏa thuận song phương đạt được năm 2015 cho dù có sự thay đổi trong ban lãnh đạo của nước này bởi đây là vấn đề cần sự tin cậy. Bức tượng này được tượng trưng cho hình ảnh những người phụ nữ bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản trước và trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ước tính có hơn 200.000 phụ nữ, phần lớn là phụ nữ trên bán đảo Triều Tiên đã bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản. Việc giải quyết vấn đề này ngày càng trở nên cấp bách do nhiều nạn nhân đã qua đời. Tháng 12 năm 2015, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đạt thỏa thuận song phương về vấn đề phụ nữ mua vui. Theo đó, hai bên cam kết sẽ giải quyết một cách dứt khoát và triệt để. Cũng theo thỏa thuận trên, Hàn Quốc đã lập một quỹ chăm sóc các nạn nhân, trong khi Nhật Bản đã đóng góp 1 tỷ yên, tương đương 8,5 triệu đô la Mỹ vào quỹ này. Telegraph đưa tin, ngày 5 tháng 1, Việt Nam đứng thứ 96 trong bảng xếp hạng về chỉ số hạnh phúc với 5.061 điểm. Báo cáo hạnh phúc thế giới được chấm điểm theo các tiêu chí tuổi thọ, phúc lợi xã hội, quyền tự do, sự hào nhoáng và mức thu nhập bình quân đầu người do Liên Hợp Quốc thực hiện. Trong bảng danh sách này, một nửa trong top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất đều ở Bắc Âu, đứng đầu là Đan Mạch với 7.526 điểm. Lần lượt sau đó là Thụy Sĩ, Iceland, Na Uy, Phần Lan, Canada, Hà Lan, New Zealand, Australia và Thụy Điển. 10 quốc gia đứng cuối danh sách là Madagascar, Tanzania, Liberia, Guinea, Rwanda, Benin, Afghanistan, Togo, Syria và Brunei, thấp nhất với 2.905 điểm. Singapore đứng ở vị trí thứ 22 và được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất châu Á. Đây là quốc gia phát triển với chất lượng cuộc sống cao, y tế và giáo dục phát triển, môi trường xanh sạch đẹp. Kẻ bắt cóc bé trai 15 tháng tuổi khai gì tại cơ quan điều tra? Thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1 tại khối 3 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, xảy ra vụ bắt cóc táo tợn. Theo đó, vào khoảng thời gian trên, trong lúc cháu Hà Mạnh Hát, 15 tháng tuổi, con anh Hà Mạnh Tuân, chú tại khối 3 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, đang chơi trước nhà hàng xóm thì bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc. Phát hiện sự việc, chị Hà hàng xóm đã đuổi theo và chi hô người dân, tổ chức vây bắt đối tượng. Theo lời khai, danh tính kẻ bắt cóc được xác định là Trần Thị Thanh Thúy, sinh năm 1989, trú tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Liên quan đến sự việc, ngày 7 tháng 1, Thượng tá Tô Văn Hậu, trưởng công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, bước đầu đối tượng Trần Thị Thanh Thúy đã thừa nhận hành vi bắt cóc trẻ em của mình. Theo lời khai của Thúy, sau khi từ Bà Rịa Vũng Tàu ra Nghệ An, sáng mùng 6 tháng 1, đối tượng bắt xe đi từ thị trấn huyện Đôn Lương lên thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Lúc đi bộ ngang qua quốc lộ 7, thấy một bé trai dễ thương, tức cháu hắt, đứng bên đường, không có người trông coi nên nảy sinh ý định bắt cóc. Quan sát không thấy ai, Thúy đã tiếp cận và bế đứa trẻ đi. Tuy nhiên lúc đó có người nhìn thấy nên đã chi hô và tổ chức vây bắt. Thúy còn khai nhận bản thân đã lấy chồng và có con. Việc bắt cóc cháu chỉ do một mình à, không có đồng phạm giúp sức. Thượng tá Hậu thông tin thêm, liên quan đến lời khai của Thúy, hiện cơ quan điều tra công an huyện Kỳ Sơn đang liên hệ với công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xác minh làm rõ về thân nhân và động cơ của đối tượng. Ban soạn thảo dự án Luật Lao động sửa đổi, bổ sung đề xuất bỏ quy định lao động nữ trong kỳ kinh nguyệt được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 1 tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động, khoản 4 điều 155. Ông Hà Đình Bốn, vụ trưởng pháp chế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, các doanh nghiệp kiến nghị nên bỏ quy định trên bởi việc sản xuất gặp khó khăn, chi phí sản xuất tăng cao. Nếu có quá nhiều quyền lợi cho lao động nữ khi thai sản thì doanh nghiệp khó bố trí kế hoạch sản xuất, đặc biệt là những ngành nghề như dệt may, da dày. Với vai trò tổ trưởng tổ biên tập dự án luật, ông Bốn cho rằng nên giữ như hiện nay bởi đây là quy định nhân văn, lao động nữ còn làm vợ, làm mẹ, chăm sóc cho gia đình. Việc bỏ hay giữ quy định thì phải chờ tập hợp ý kiến, thời gian tới trình Quốc hội cho ý kiến có thông qua hay không. Dự kiến vào tháng 3 tới, chính phủ sẽ trình cơ quan thẩm tra Quốc hội và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tháng 4 trình Quốc hội dự án luật Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió Tây đang hoạt động yếu. Dự báo từ đêm mùng 9 tháng 1 đến ngày 12 tháng 1, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa trên diện rộng. Riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Ngoài ra hiện nay do ảnh hưởng của dạnh áp thấp, xích đạo có trục 5-8 độ vĩ Bắc, nên ở khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông mạnh.